Thưa quý vị, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động bình chọn danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2024. Theo đó, đối tượng bình chọn là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Long An hoặc có thời gian cư trú, học tập, lao động công tác tại tỉnh Long An từ 5 năm trở lên có độ tuổi không quá 35 tuổi, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong quy chế ban hành. Từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024, sẽ tổ chức lấy ý kiến bình chọn trên hệ thống mạng Internet và ý kiến của Hội đồng Bình chọn danh hiệu. Dự kiến tháng 9 năm 2024 sẽ tổ chức chương trình lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2024.